cá cờ. Tại chỗ đó cá cờ ai cũng buộc nó nhảy á. Ua nhảy không con, từ từ nha. Từ từ, là hai. Đó. 8 kg. 8 kg á. 8 kg con này ú mà. Ú rồi quay, nó chín con mấy bữa mà. 8 kg. Ú 9 kg 2 rồi. Dạ sẵn bữa học sinh mời cả nhà ăn cơm cùng ột và anh em đồng thúng luôn. Thì cái số lượng cáp này lát nữa ột kia chia sẻ sâu trốn trời, tại vì có người tốt quá người ta tặng cho ột trốn trời à. Rồi ăn quả thì phải nhớ kỹ tầng cây, cho nên là ột sẽ chia sẻ cái số cáp này lên mới được của trốn trời à, cho những người mà ta tặng cáp cho ột để người ta coi ta biết của trốn trời. Dạ giờ đã tới điểm câu rồi cả nhà. Bữa nay đi tể cho nên bỏ hồi tể, giờ này mặt tờ lên rồi đó, mặt tờ lên dài gan rồi, giờ mới có tới chỗ rồi cô chú anh chị ạ. Giờ này là 6:08. Dạ học xin mến chào ngày mới cả nhà, xin mến chào ngày mới cô chú anh chị em. Dạ ngày mới học kính chúc cô chú anh chị em có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc, bình an. Dạ giờ học về sau để sửa soạn câu ngày hôm nay cô chú anh chị. Anh
hai con mò đầu tiên của ngày mới. Dạ, cầu mong sao bữa nay được may mắn. Được con cá mó sao nhỏ xíu á, nó nhỏ á. Đó, con cá mó nhỏ đầu tiên. Dạ, hồi nãy Út có tặng cho anh em mỗi người là hơn một sải cá đó cô chú chị. Biết sao Út tặng lại hơn một sải cá không? Tại vì là liệu tông ấy mình làm câu hồi giờ mình biết là cái cá là mỗi lần mình chiền một lần câu là cá nó cỡ bao nhiêu cô chú anh chị? Một lần câu vậy là chiền khoảng một gang mấy, gần hai gang cá á. Cho nên là Út sẽ cho hơn một chút để anh em làm được bốn lần. Chứ cho một sải là làm không đủ bốn lần cô chú anh chị. À, thì cáp này thì hồi nãy Út cũng có nói là ăn quả phải nhớ kỹ tầng cây của chú anh chị à. Thì Út sẵn câu thì Út sẽ nói luôn. Cáp này là của ông ca sĩ Anh Vũ, ông tặng cho Út của chú anh chị. Hồi đợt trước trong năm á thì ảnh có đi á, là ảnh thì theo như Út nói là cáp đó tốt rồi gì có gì mua cho Ột và anh em đồng thúng là một ít cáp. Thì ảnh cũng tốt bụng của chú anh chị, ảnh mua khi mà ảnh về Việt Nam là ảnh đi câu ghi Ột là ảnh mua là ảnh không có biết là mấy người ở dưới ghi. Thì đợt đó hình như là Ột nhớ ông làm là 8 người ở dưới ghi, Ột là 9 mà Ột là ảnh mua được 8 bị cáp của chú anh chị, 8 bị cáp đó. Tám bị cáp là một người bạn thúng ở dưới kia là mới phát hết toàn bộ là tới phía Ột là hết, là Ột không có phần nào gì hết, tội Ột không có cáp đó. Rồi là Ột mới về là xin lại chú Tám một sải, là em sang một sải đó, là Ột làm đó. Là bây giờ là anh Vũ anh mới thấy Ột không có, là anh mới mua tặng cho Ột là 2 bị, tức là 2 phân cáp đó cô chú anh chị. Thì 2 phân cáp đây là nó nhiều hơn mấy anh em một ít đó. Rồi nhưng mà cái cáp này là cáp hơi mảnh, tức là nó hơi nhỏ hơn cái cáp hồi đợt trước ảnh tặng cho anh em đồng thúng một chút đó. Là anh em đồng thúng là phái cái cáp này này cô chú anh chị, thì theo như Ột cũng tông người câu, Ột cũng phái cái cáp này, tức là cái cáp sau này là Ột mới tặng á. Đó là phá cái cáp này, cho nên vì vậy mà Ột sẽ tặng lại cho anh em một người là hơn một sải cáp này, để cho mấy anh em là câu đồ nó mộng màng, là nó phái hơn đó. Thì có sao Ột nói vậy, lúc mà anh Vũ cho cáp rồi thì hồi đợt trong năm đây, tức là gần Tết đó cô chú anh chị, anh em đồn thúng được cá lớn không? Được cá lớn, con có con 18 ký mấy, 17 ký mấy, rồi 16 ký mấy đồ. Nói chung được cá lớn không mà không bị bứt cáp cô chú anh chị, không bị bứt cáp đó. Cho nên là mấy anh em rất là mừng, nói là anh em đồng thúng mà khen cái cáp này thì Ông cũng thấy mừng. Mà thật sự nó là như vậy cô chú anh chị, cho hồi trong năm Ông cũng làm ba con mà 40 mấy ký thì cũng đâu có bị bứt cáp đâu đó, nên cáp này nó chắc mà nó cứng thì mấy anh em rất là thích. Thì mấy anh em thường thúng có nói là nhờ ông ca sĩ Anh Vũ cho nên đợt này mình mới không bị bứt cáp, chứ không thôi là chắc cũng có người một hai người bị bứt cáp á đó. Cho nên là cũng nhờ ảnh của chú anh chị à, nên là Ông mới cho chia sẻ lại cái vụ này.
cho cả nhà đồ nghe mà thấu hiểu, cho để mất công nói thấy mặt nào mà nói theo mặt nấy. Tại vì là mình người ai giúp mình thì mình chỉ biết ơn, chứ giúp mình mà mình làm có mà mình nín thinh luôn là cũng không tốt của chú anh chị. Có sao nói vậy thôi, anh em rất là thích cách này. Ở hồi nãy Út tặng cho anh em á, mấy anh em rất là mừng luôn hết chưa. Cầm cái cọng cáp á, nó mạnh á, mấy anh em rất là mừng luôn. Cái hồi lóng cá tông năm gần Tết của chú anh chị, ở không được mập ông Hạm hay là chú Tám ông Phố rồi được cá lớn á, thì bạn lụm lại không có cáp lớn, không có cáp cáp đây, cáp tốt này, thì bạn lụm ăn mấy lần á, có lần bị bứt cáp luôn, bứt cáp bứt câu, đó là mình so ra mình biết của chú anh chị à. Cho nên hồi nãy thì Út cũng tặng cho bạn lụm cũng một phần luôn, có rồi bạn lụm làm để nó anh em người câu chia sẻ ra làm. Không chuyện nó như vậy á, nhưng mà thật sự cái thú thật mà nói là cái tiếng nói của Ột là làm cho mọi người nghe thì dễ hiểu lầm chứ là dễ mắc cảm mến không. Cái tiếng Ột nói nó rỗn rãng của chú anh chị à, nó rỗn rãng cơ, cho nên nhiều khi mà Ột mà nói thì Ột cũng rất là ngại á. Về cuộc sống, về cái nghề mình phải nói chia sẻ cái kia cái nọ với chú anh chị à. Dạ số mai bạn lụm được cá thu của chú anh chị. Bạn lụm được cá thu ha, cá cờ về đây. Giờ đem về ghi gỡ nè. Số mai số mũng luôn của chú anh chị à. Chắc nãy giờ câu chắc cỡ nửa tiếng à. Thu ha cờ. Thu ha cờ. Thu ha. 5 kg, 7 kg vậy. Thấy ăn hả? Mất ăn à? Món hay gì vậy? Cái nhờ cái đống hả? Được con đống ba món á, mất đỡ luôn rồi. Ô ăn nuốt lử luôn mà. Nuốt lử luôn à. Ô con này chắc 7 kg hơn á. 5 kg á. À vậy. Bằng con mấy bữa mà. À. Ô ăn nuốt lử luôn. Giờ bạn lượm mượn cái kèm gỡ ra cho chú anh chị. Ô ăn nuốt ở tông luôn thôi chứ sao sảy nở. Sớm mai sớm muộn là có một lon nước rồi cho chú anh chị. Vậy là có dấu cá thu rồi, rất là phái đó. Đúng cái cờ. Tại chỗ đó cái cờ con nó nhảy á. Ua nhảy em con từ từ nha. Từ từ, rồi hai. Đó. 8 kg. 8 kg á. 8 kg con này ú mà. Ú rồi ơi, nó chín con mấy bữa mà. 8 kg. Ú 9 kg 2 rồi. Dạ giờ Ột sẽ bỏ con cá xuống hầm cho nó mát của chú anh chị. Sáu nước sáu đồ cho sớm á, sợ con cá nó ấy. Em nào được tiếp con nào nữa của chú chị, cái số mai số mũng mà được một con như vậy là cũng có thể hy vọng nữa nha. Không biết ai ghi bàn nữa đây, có cái thu đồ câu đồ thả câu lớn rồi đó, nó mộng màng
còn mà nó dắn cá thu quá là thả nó không có mọng màng gì hết à cả nhà. Cá 7-8 kg đây nó mới ngon nè. Size đây nó thường có nhiều. Còn những con cá 10 mấy ký sợ ba cái con cá gốc gũ của cô chú chị nó ít thôi. Cá mới nhỏ nhiều nó phá mờ quá tay luôn. Là thường thường nó nằm ở trứng trên cô chú anh chị, trứng trên rạn á, tức là từ đây mình đi lên tên hướng mặt tàu mọc lại khoảng 5 lý nữa cô chú anh chị, khoảng 4 lý mấy nè, đó đi hướng mặt tàu mọc đây là thường thường nó ở trên đó. Hồi mấy bữa giờ ột xuống câu cá mó đây thì mấy anh em ở làng chạy trên đó là bữa nào cũng 3-4 con, 4-5 con cô chú anh chị. Thì cái bữa cuối mà một câu rạn xong vô đây câu á thì bữa đó ột dắt vô nó cũng ăn được 3 lần được 2 con á cô chú anh chị. Còn xuống đây bữa nay bữa thứ 3 rồi mà thấy cũng vắng quá. Năm qua nó đóng ở dưới đây nhiều. Đóng ở dưới đây nhiều thì tên đó người ta càng nhiều hơn nữa cô chú anh chị. Nhất là cái tháng giêng tháng 2 này là cá thu nó mạnh lắm.
Giờ, giờ cũng đã hết giờ câu luôn cả nhà. Thì giờ kéo con cá này lên là sửa sạn dịch dọn đi vứt thúng luôn. Con cá dợp nữa. Nãy giờ cá dợp không à? Gần một tiếng nay không thấy cá mó, cái chú anh chị cá dợp không à? Dạ, số lượng cá như đây chắc ít hơn ngày hôm qua cô chú anh chị. Như đây ồ cũng kiếm được 6-700 ngàn à. Nói chung là cũng kiếm ăn được ngày hôm nay. Dạ giờ ồ xin phép đầy nắp thùng lại rồi đi vớt thúng vô cô chú anh chị. Dạ giờ mấy anh em giấy về là kéo thúng chạy cô chú anh chị. 12:36 rồi. Dạ giờ mấy anh em phụ súng xích kéo neo rồi chạy vô cô chú anh chị. Bữa nay vô bờ chắc 3 giờ mấy á. Bữa nay được 2 con á thu. Bạn lượm mình sáng gỡ 1 con. Giờ tưa giờ vớt thúng này dăng ăn được 1 con nữa. 5-6 kg nữa. 2 con kiếm 2 lon phỉ ri. 2 lon phỉ ri hả chú Tám? 2 lon mà hút. Tẩm bổ. Hãy
là có đốt chơi. Hai con kiếm hai lon bò cộng uống uống cho nó đạt. Dạ giờ ghi đã tới bến rồi cô chú anh chị. 3:06 đúng ngày hôm qua luôn. Hôm qua 3:03 sao ta? Chân dương chuẩn bị có dấu cá thu lại rồi cô chú anh chị. Dăng ăn hai con được con nhỏ, đây à. Còn con bị bớt lớn cướp nó đánh chảy máu tay luôn mà ăn không được. Uổng ghê. Lâu lâu đứng xa quay một bữa mà dòm dòm ớn thiệt thiệt bé. Lâu lâu đứng xa quay một bữa mà dòm dòm ớn vô bé. Đó gần này để mặt má là dạ. Giờ bé hút cá ra căng cô chú anh chị, nhưng đây cũng kiếm ăn được. Tôi khuyên cái con bà tám cộng chưa? Bà tám nào cộng 288 của bà? Đâu có rổ ghe luôn. Bà tám đâu biết? À bà tám bên đó bên. Bà tám với tên á. 288 hả? Giá nhiêu bao nhiêu á, hết nhiêu. À, chứ không cộng chứ. Tổng cộng giá nhiêu, đáng nợ sao hỏi chứ. Cái nhiêu tí nữa, tao bóp hay là hả? Không hết à. Giống má luôn, nó nở nhọn nữa, chứ tư nữa mẹ, tiền đi vô á. 128 nó lại 20 đi. Hổ hô luôn, con quốc không có hả? Vậy là nó 200. Để bà đi đi. Cầm cái tui tí. Bà biết bây giờ bắn sờ lộn, thôi tui 20 đi thử bà coi. Có lộn 58 hả? Mà mày có ghi giống má nhỏ không? Có. Má nhỏ gì hết rồi. Đúng số tôi coi cho bà nha. Là 4 ký. Tôi coi là bà hả? Nhiều vậy? 4 ký. Bà 8 này. 4 ký nhân 10. Tôi ghi ra tay luôn hả? 2 ký là 100 ngàn. Rồi 3 ký. Một ký. Cái giùm lớn á, 2 ký 100 ngàn. Đổi vô luôn đi. Cái giùm lớn là ký đổi 60 ngàn. Cái món nhỏ là... cái nhỏ. Cái nhỏ. Cái lửa. Cái lửa lấy bị bà bỏ vô. 74, tôi tính 75. Còn cái món nhỏ là ký 3. Cái đi nhỏ xuống mua không? 20, 35 ngàn ký. Lại 5 ngàn ký. Mà con chưa? Con không ký, con này. 16, 16. Con nhỏ luôn không? Để từ từ đi, đổ đi vô trước đi. Phải từ đó ra. 16 với 22, 28. Ấn bãi luôn, thôi là 20 với vòng vòng. Em lúc nào bán vòng vòng. Cái đó là hai con cho ấy. 2, 3, 7, 7. Cái gì mà que kim chứ? Rầu không nữa, từ luôn hay từ đi. Rầu từ rổ luôn. Đây thấy chi vậy? Ý là bãi luôn cái đỏ thay chi nữa. Câu gì có 8 ký cá ai? Con viên chăm luôn cá đi. Con 28 này đúng lại 20 ngày. 5 ký. Còn đây. Chờ cái má lớn. Kéo này hệ 5 ngàn ký. Tại đây câu 25 ký. Còn giờ 8, 8 ký rử. Còn 1, 3. Còn rồi ghi tay bà ấy rồi từ từ ghi tôi ghi cho tôi ghi cái đây nè ghi vô tay vậy nè đâu ghi vô 4 ký nhân 50 3 ký nhân 40 trên 5 ký 100 chẳng đó đây dùng cái gì tìm tiền máy tính đi tối gì rồi 4 ký máy 3 ký 3 ký 3 ký 3 ký 3 ký 3 ký đây 3 ký
đây. Đủ cái mỏ vô đi. Mỏ bụi đâu. Nó lớn con mới chiên cái đó. Đổ dằn vô đó luôn cái nước nó ấy ra. Đâu? Bố vô. Không đâu, bố vô. Ghi ba. Ghi ba, ghi vô, bên đây. Ghi ba. Đây làm rồi. Còn đá nhiêu luôn á. Đây này. 25. 25 nè, ghi 25 nè. Trâu ra tay luôn à. Rồi tự xử ấy. Rồi tự xử. Đi số tiền ột câu được bán được là 820.000 của chú chị. Kéo đi hẹ cùng hẹ bớt 5.000 tí. Hồng ve cái má lớn là 115, bữa nay còn có 110 à. Thôi biết tạm dừng video. Cảm ơn các chú anh chị, cảm ơn các nhà đã luôn theo dõi ủng hộ video sau này. Rồi biết bye bye các chú anh chị, hẹn các chú anh chị lại video sau nha.